Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội những ngày gần đây căng thẳng trở lại khi ca mắc mới liên tục tăng cao, đặc biệt có nhiều ca trong cộng đồng. Từ đợt dịch thứ tư đến nay, Hà Nội đã vượt mốc 20.000 ca COVID-19. Bí thư thành ủy yêu cầu toàn thành phố phải quyết liệt hơn nữa nếu không số F0 sẽ tiếp tục tăng cao. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, công dồn số mắc trong đợt dịch 4 từ ngày 29 tháng 4 đến nay, Hà Nội có tổng 20.110 ca COVID-19, trong đó 7.612 ca cộng đồng và 12.498 người đã được cách ly. Dịch lan ra 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Đặc biệt, quận Đống Đa vượt 2.000 ca mắc với tổng số 2.522 F0. Về công tác điều trị, hiện tại Hà Nội có 9.463 trường hợp F0 đang được điều trị, cụ thể tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và 29 Bệnh viện của Hà Nội, 4 cơ sở thu dung điều trị, các trạm y tế lưu động, và 540 bệnh nhân cách ly điều trị tại nhà. Về công tác tiêm chủng cho người trên 18 tuổi, toàn thành phố hiện đã hoàn thành 12.476.184 mũi. Toàn thành phố hiện ở cấp độ dịch 2, màu vàng, nguy cơ trung bình. 21 quận huyện cung cấp cấp độ 2. 8 quận huyện thị xã cấp độ 1, màu xanh, nguy cơ thấp, gồm quận Long Biên, các huyện Ba Vì, Ứng Hòa, Sóc Sơn, Thạch Thất, Phúc Thọ, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây riêng quận Đống Đa được đánh giá nguy cơ cao, màu cam. Siết chặt các hoạt động dịch vụ từ 12 giờ ngày 13 tháng 12. Trong hội nghị của thành phố mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, năm 2021, tình hình thành phố phức tạp, chủ yếu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy khó khăn nhưng đến nay, một số chỉ tiêu quan trọng đã hoàn thành. Trong bối cảnh phức tạp, Hà Nội đã phải thực hiện 4 đợt giãn cách xã hội. Tuy nhiên, công tác an sinh xã hội luôn được bảo đảm. Toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc một cách thực chất. Về kế hoạch năm 2022, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đến trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành địa phương. Đặc biệt, người đứng đầu từng địa bàn phải chịu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống hiệu quả dịch COVID-19. Nhiều một số bất cập trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, nhất là về các trạm y tế, Bí thư Thành ủy chỉ đạo phát động hệ thống chính trị cơ sở các đoàn thể tham gia giám sát việc điều trị F0, cách ly F1 tại nhà. Căn cứ vào dân số và yêu cầu phòng chống dịch theo từng địa bàn để tăng cường thêm trạm y tế lưu động. Đáng chú ý, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, phải làm quyết liệt hơn nữa, nếu không số ca mắc sẽ tiếp tục tăng cao. Trên diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhất là dịp lễ Noel và Tết Dương Lịch năm 2022, Hà Nội sẽ xây dựng kịch bản, phương án ứng phó khi số ca F0 tăng lên 2.000 và 3.000 ca trên một ngày đồng thời khuyến cáo hạn chế tập trung đông người bảo đảm an toàn phòng chống dịch trên toàn địa bàn thành phố nhất là tại các điểm vui chơi nơi thường tập trung đông người vào những ngày lễ lớn Thông tin liên quan tới chỉ đạo của Thủ tướng về việc ngăn chặn, đẩy lùi ca bệnh COVID-19 nặng và ca tử vong. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Mới đây, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 9136 nêu rõ, để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức hội nghị với các chuyên gia, nhà khoa học trong tháng 12 năm 2021 để có giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi các trường hợp mắc COVID-19 chuyển nặng và tử vong. Cùng với đó, Văn phòng Chính phủ cũng ban hành công văn số 9144, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các biện pháp đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, báo cáo số lượng vaccine phòng COVID-19 về trong tháng 12 năm 2021 để tiêm đủ so với nhu cầu, về triển khai xã hội hóa thuốc điều trị COVID-19 và đưa vào bình ổn giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong ngày 15 tháng 12 năm 2021. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 13 tháng 12 đến 16 giờ ngày 14 tháng 12, cả nước ghi nhận 15.220 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh thành phố. Trong đó, Cà Mau có số ca mắc nhiều nhất cả nước với 1.011 ca. Trong ngày, có hơn 4.500 ca khỏi và 252 trường hợp tử vong. Như vậy, từ đầu đợt dịch đến nay, nước ta ghi nhận 1.443.648 ca nhiễm, Diễn dịch thứ tư là 1.438.207 ca, 1.060.436 ca khỏi và 28.333 ca tử vong. Liên quan tới tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội, theo kế hoạch của thành phố, thành phố Hà Nội sẽ mở rộng tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ em và đầu tư nâng cấp xây dựng hàng loạt bệnh viện, trạm y tế từ đầu năm 2022. Mới đây, tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính sự nghiệp và phát động thi đua năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố quyết định số 1599 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu chi ngân sách năm 2022. Hà Nội đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong đó Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, chính phủ, Bộ Y tế về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19. Xây dựng và thực hiện nghiêm chỉ tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong các ngành, lĩnh vực. Hoàn thành cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa Sơn Tây, đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1. Dự án nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín giai đoạn 1. Thành phố Hà Nội xác định năm 2022 cần tập trung nâng cao năng lực xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội và có các giải pháp phân luồng, phân tuyến trong công tác xét nghiệm nhằm đảm bảo nhanh, chính xác, kịp thời cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời, xem xét chính sách đặc thù hỗ trợ đối với các nhân viên y tế cơ sở. Đáng chú ý, thành phố Hà Nội tiếp tục tiêm phòng vaccine COVID-19 để đạt miễn dịch cộng đồng và mở rộng tiêm vaccine cho trẻ em từ đầu năm 2022. Năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc dạy, học trực tuyến trong tình hình dịch bệnh COVID-19, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy kỷ cương hành chính, phê duyệt đề án vị trí việc làm, sắp xếp các chỉ cục, đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Hà Nội. Theo hướng dẫn mới của Sở Y tế Hà Nội về quản lý, điều trị và chăm sóc F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà, F0 nếu thấy 8 dấu hiệu sau, cần báo ngay tới y tế. Dấu hiệu 1. Khó thở, thở hụt hơi, hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường, thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít khi hít vào. Dấu hiệu 2. Nhịp thở tăng, người lớn nhịp thở lớn hơn 21 lần một phút, trẻ từ đến dưới 5 tuổi, Nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 40 lần một phút. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhịp thở lớn hơn hoặc bằng 30 lần một phút. Dấu hiệu 3 SPO2 nhỏ hơn 96%, mạch nhanh lớn hơn 120 nhịp một phút hoặc dưới 50 lần một phút, huyết áp thấp, huyết áp tối đa nhỏ hơn 90 mg thủy ngân, huyết áp tối thiểu nhỏ hơn 60 mg thủy ngân. Dấu hiệu 4, đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu. Dấu hiệu 5. Thay đổi ý thức, lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt, mệt lả. Trẻ quấy khóc, ly bì, khó đánh thức, co giật. Dấu hiệu 6. Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân. Dấu hiệu 7. Không thể uống. Trẻ em bú kém hoặc giảm, ăn kém, nôn. Dấu hiệu 8. Trẻ có biểu hiện sốt cao, đỏ mắt, môi đỏ, lưỡi đỏ, ngón tay chân, sưng phù, nổi ban đỏ, sốt hoặc mảng xuất huyết. Nếu gặp một trong những triệu chứng trên, F0 khi điều trị tại nhà phải khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được kịp thời hỗ trợ.